Chả có cái vấn đề của Việt Nam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bột cháy là bột ngon, bột cháy bột ngon hả? Bột ăn nhân tình. Này. 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 Chả đấy, người còn kia. Này. Này. Sao mà ốc được rồi. Hãy xây láng cho bán thôi. Thank you.
mình lấy ốc chân rồi nó làm gì lắm. Vì ở miền. Đám đấy. Đang dùng chanh không?